Thì xin mời các thầy cô và các em tiếp tục đến với cái phần 2 của phần thông tin các trận đấu. Thì chúng ta đang ở trận đấu số 14. Trận đấu số 14 sẽ diễn ra giữa 11A10 và 12A6. Thì 11A10 được đánh giá là một lớp mạnh nhất của khối 11. Và đây tuy là lớp chọn nhưng mà có số nam rất đông. Các bạn sẽ đụng độ với 12A6, một đội mà có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Hai đội này thì có xiếm số nửa cầu thủ trong đội tuyển trường đi thi giải huyện và giải tỉnh, cho nên là mong rằng là đây sẽ là trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Chúng ta sẽ chờ kết quả cả lượt đi lượt về hai đội này. Trận đấu số 15 diễn ra giữa 12A5 và 12A2. 12A5 là lớp chọn môn xã hội, tuy nhiên là có số nam cũng tương đối là nhiều và các bạn đủ đội để tham gia dự trận đấu với 12A2. 12A5 là lớp có kỹ thuật tốt nhưng mà thể lực của các bạn hơi hạn chế hơn một chút, cho nên là chúng ta sẽ mong rằng là 12A5 sẽ cố gắng để đá cân tài được sức với 12A2. Trận đấu số 15 là trận đấu số 16, đây là trận đấu cuối cùng của cái vòng 1 của chúng ta, là giữa 11A7 và 12A6. Thì hai đội này thì 11A7 và 12A7, chúng ta bắt đầu trước hình như thầy cũng nhầm chỗ này. 11A7 đá với 12A7. Thì hai đội này là sẽ đụng nhau ở trận cuối cùng của lượt đi và sau đó lại đụng nhau cuối cùng ở lượt về. Đấy, mong rằng là 11A7 sẽ có cơ hội giành chiến thắng trước 12A6. Đấy, như vậy thầy là tôi ban tổ chức đã giới thiệu hết 16 trận đấu của giải đấu năm nay và mong rằng thì đến đội chiến thắng sẽ là đội được cúp của ban tổ chức. Đây là kết thúc của giải Việt Yên 2 năm 2020. Đấy, chúng ta có thể đội được giải nhất thì ngoài được cúp và cũng có thể được huy chương để làm lưu niệm, thì cúp sau khi nhận xong thì các bạn có thể mang về lớp để trưng bày, sau đó sẽ lại gửi lại phòng truyền thống của nhà trường. Còn huy chương thì bộ huy chương gồm có vàng, bạc và đồng thì ban tổ chức đã chuẩn bị cho tất cả các đội. Đấy, cuối cùng thì mong rằng là tất cả các em học sinh ủng hộ kênh Việt Yên 2 Online, đăng ký và bấm chuông, và chúng ta sẽ tạo ra một kênh thông tin để lưu lại tất cả những hoạt động của văn hóa văn nghệ của nhà trường, thể dục thể thao để chúng ta có thể lưu lại để làm kỷ niệm sau này. Hoặc là để kênh phát triển là chúng ta sẽ có một kênh quảng bá những giải đấu của trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2. Xin cảm ơn tất cả các em. Xin chào và hẹn gặp lại.